Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 12, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Hội đồng hiệu trưởng đợt 2 năm 2023. Hội thảo thực hiện chương trình hành động của Hội đồng hiệu trưởng khối ngành sư phạm, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế xây dựng chính sách phát triển thành phố. Phát biểu khai mạc hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thảo nhằm xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên từ các viện, các trường đại học cao đẳng trong việc đánh giá chương trình theo các chuẩn và phát triển mô hình đại học chia sẻ trong lĩnh vực đại học chia sẻ, trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc phát triển các khóa học trực tuyến và là đơn vị tiên phong đề xuất và xây dựng hệ thống VMOOCS dựa trên triết lý và phương pháp của các MOOCS trên thế giới. Hội thảo này là dịp để trường chia sẻ các kinh nghiệm của mình về các vấn đề này với trường bạn và trong cộng đồng nghiên cứu giảng dạy. Hội thảo xoay quanh hai chủ đề: đánh giá chương trình theo các chuẩn so sánh với đánh giá chương trình theo chuẩn của Việt Nam và xây dựng mô hình đại học chia sẻ. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và nhiều bài tham luận đến từ các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật. Những bài tham luận xoay quanh các thực trạng đánh giá chương trình theo chuẩn của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá chương trình tại các trường đại học hàng đầu, các định hướng, chia sẻ đóng góp về xây dựng phát triển mô hình đại học chia sẻ nhằm tăng cường chất lượng và môi trường giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa. Được biết, sự ra đời của đại học chia sẻ là tất yếu để các trường tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh tự chủ theo luật giáo dục đại học sửa đổi, phù hợp với bối cảnh của cách mạng số đang tạo ra những công nghệ mới trong dạy học cho phép sinh viên học bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Một trong những lợi ích quan trọng của mô hình đại học chia sẻ là giảm chi phí cho tài liệu học tập và giảng dạy. Hội thảo kỳ vọng đóng góp các giải pháp đột phá đối với quá trình phát triển chương trình giáo dục và mô hình đại học chia sẻ tại Việt Nam.